Ta, let's go. Ba. Lấy ba ngày nay như chung kia đi lấy chụp hình ca lái và bà phố xong chui xe mới rồi. Bà bố chơi xe mà nè, bố thông bà. Ngày nay vì sao em tên bên cao bố sân bà. Bà bố sân bị IBT bà, to vướt vướt máu bà. Mình thả tình thay microphone bà, hay mình cho thay con thay mấy chớn nè to. Cả riêng rộp 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 chơi xe mà to. Tao bố ngày nay riêng chớn nè, xe rì nè bà. Ok, lỡ sạp bọt bọn chô muối, chơi xe cho group cho lên nè, mùi buồn phải xe mà. Mà cả mà, riêng rộp 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 rộp. Ngày nay như mình bố sân ta chụp hồi ca mà cho tầm lái đôi chiếc free microphone và tầm bóng lá cứ ở đi đôi chiếc bởi sân máy kia bàn là thưa ca lái của chàng ở đâu ấy chụp hồi đang ở bằng em MBT 8 Pro và bài mình bố sân mình cho tầm lái hay ở chụp hồi đang microphone và microphone ở mixer và microphone mixer ở auto đi mà bà cứ mình này tha group series 8 Pro tầm ớt group series X Pro X Lite cứ dương lụa tới time chun mic của phone ba time chun mic của phone nâng tay mà đong ba hay phone này chim mic của phone vậy đó ba ri ai chốt sập đách hai đách cứ time chun mic của phone hai mình trăm tay bằng nâng tới cứ time chun chương na chương ba chương nữa chương chương đặt lửa sập ba hay time chun sai time chun mic của phone chẳng sợ tới cứ chuyện anh chờ mình tới là sẽ đáp bắt chim riêng bọn chung mới chơi xem nè mua thì chứ cứ nhom đừng riệp rò prap tha từ lại mà anh ấy mà anh nơi chôn thì mua cả nãy chỉ nè riệp rò prap thì chứ cái riệp rò đồ này nữa ok lỡ tập bọn chung riêng liền liền sẵn bà chơi xe ở bàn đằng cục này tới muốn chung mấy bóng bóng bà để mình một non trong tiếng speaker anh mà rồi nó pyso dụ bàn tao lỡ tập bọn chung muối á bà tao ok tao ok lỡ xong tới lại bà cho ngày này cả nhà có chị nè điệp rộp tẹo tường chứ mùi pin nạ thía bà sợ ta chương khăn ấy bà bông con từ tương lai xong lấy chứ ba ớt bà chứ ngày nay cứ mày có phố cứ nhông vô mày có phố này nên mà bầu sơn bầu khuyên lắm vô bầu thương ca thì dây tay đâu bà một bóng lá mà cho chôm mốc điện bạc bia ấy mốc vậy bà thiên mốc mốc điện bạc bia nè lụa tray là về giúp lụa tray về ngay lụa thùng ba tao tao ta chạm đam vào màu sân và màu sân chỉ là màu biết thư ở giúp tao ta lư ở mà cái X Pro mà cái MG X Pro đại chiếc ba ba thương ca lai pin của sơn anh mà đo vai và chắc này đấy giờ là làm ra với chụp hồi được màu sân cứ thu hai thằng lớn vào màu sân từ lại cho nó so trong trái trạm pi rối pai sơn trạm bùn ở làng tên mà năng từ tôi ba là bên sơ o thu mua dòng sang người ta là niềm thiên chẳng một căn công bên sơ thì khó mà và hai công ô thì máu mà chết hai tập rốt bên sơ tập rốt may một con một cu mà còn lại nữa cứ trạm pi rối pai sơn trạm bùn ở làng ba tập pi rối pai sơn bùn ở làng đấy sẹp pro thùng chơi và tập rối pai sơn bùn ở làng cứ dương ban mà chốt xem chiến rào khi lên tay mà đong nát lưu thuốc của bác cái sách nguyên thuốc xẻ cái mày hôn thuốc suối bà xong cho bác ấy bật play ra đâu lưu bệnh sơn bà chẳng lý ếch pro lịch đọc nó bị tắc ở lá tầm lái bà bì rối bài sơn bà bốn ở lá bà lối bài bốn bốn bà ta lấy đọc bí hay ở bà ếch pro lịch đọc bí với cứ đọc lái bà bốn nó cứ xó bà lại một số thứ so bảy rồi bảy sáu trăm bốn rồi ok bấm bảy rồi bảy bốn sẽ lấy bảy tắc và cho lấy bốn tắc hàng khóm lấy bốn tắc với nhờ lại biết là so bảy bốn rồi bảy sáu trăm bốn rồi ba là xong ăn comment mùi xanh mà bong quạt tha bong hàng sắc lắc mà lu quạt tha chế oi tại bong lai mưa rồi hốt hai tay sờ lai một phép ba sập tại ba không đúng chất hai ấy sầm khăn phong của bong vừa ok chẳng bong bong mưa mưa nơi không tặng on nước miền cà hàng nào hết bà cà hàng nhom cà hàng cà hàng luôn bà lỡ tới bà to chẳng lỡ đo sĩ ai lai mà đo ai lai với tầm lại thu chiêng mẹ đấy hai đấy bên ai lai thu chiêng tại sao để ra vị trí một phép thông plastic bà này ngay to ok bà hay chụp mua một bộ sơn chụp mua một đèn ai lai với cứ như đi một bộ sơn bà sẽ làm chôn hai sạc mà ok mà tôi chân tay như chân tay nhau đấy cứ ở cách lái bóng e và là cái tôi không có phải lo pin tất cả là ba cái sạc càng cao với cứ ở cách sạc và là prampi và là cái tôi không có phải lo nó cứ bốn tất cả ba chân một chút đi đồng lái quên câu chủ mối đang may của phố và câu chủ mối đang may của phố no thú ba hay mà chôn nó cứ đồng lái bò vía cứ ở một bốn prampi rồi học sập lại bên mà chốt mà bón một pơ lỗi học sập hẹn là lại cứ một màu xanh và cho nó so trong tái
ออด miền promo sân tê ba chốt năng bua chất đạch stock ấy ba ออด miền promo sân tê ai ban ออด miền tràn tê ri IBT CI 1000 mà crop ออด bục bơ chôl 1 microphone cứ 1700 tại bục 1 microphone mà chieng ban đai chốt đai riêng lục lึก tí phsa bắt chấp bọn rọ ngày đai miền ca quam trơ pi atê chôn chơ năng cứ CI 1000 năng ngày ba cứ mà chốt vi mà chieng karaoke ban mà em cứ 1949 na ba ok ok na ok chấm sợi để chấm ba thưa gan vậy nó cứ ai cho bốn cái microphone và all two nắng và hay là sợi để chấm máu từ speaker đi và cái MPT X-Line và X-Line và PA và chấm sợi để các em mình đem vào phone và cái này chuyên nghe những ai trao đổi thu mà play càng đo mà kia có thay trẻ vô mạng bồn có thay cả mixer hai ba đi mixer ni ở ấy thế mixer ni 2850 đô la na pu ma ba bong bo chap rom mixer của bạn này ni bong tong khe ấy có tha tâu tính mà đong hay seva cam lo bạn bong ơn chơn mèn tên chăng cal mau tiếp bong ok lỡ canary review đong na giờ tới khang khởi bong lại chap lên hay vậy hay thiệt ok lại sao mà cho miếng một chung ta ok motion mà bọn nào bà anh ấy sẽ sang tại speaker để mình motion anh ấy làm play càng cao biết bà mà đây bộ X Pro cứ làm play với đôi khnì bà hay mà đây bộ X Lite cứ làm play với đôi khnì bằng bọn nào bà hay pepon là X Pro X Lite cứ khnì này bằng bọn khởi sạch thùng bà sạch thùng rồi bọn X Pro cứ bật hết thùng chơi bà hay chỗ này X Lite vẫn cứ bật hết thùng plastic bằng bọn nào bà hay làm play vẫn cứ về sử dụng khnì thế với đôi chân khnì thế bà với khâu cứ bằng côm hay trắng bằng bọn bà bong slug mà lưu xong rồi bong thì dây ông bị ba đàm miên ấy cười chán ba đàm miên ấy cười chán bong trong ở ba mà đè ná bong trong đang bị mà đè ná dương miên chán mình tên ấy cười chán bà dương miên ở đi bà mà phay bằng bảy chi thú bà dương miên ở thu bữa sáu bà dương miên ở đi bà dương miên ở chơi bị ớ dương miên MBT bong trong ở đang ông bị ở mà đè mùi ná bong ai chơi ca cầm mình mà đè bán bong ná bà ở con chán bong bà chắc ngày nay promotion cứ bị sai một mệnh tên một bộ na bà chụp mối nó mà đen bà MBTX bà MBTX series bà dương miên ở X Pro bà mà chua này tay mà đo bà khẳng lơ nó cứ pi tất cả lá cả đá này cứ bay tất bà khẳng khóm buôn tất bà nó cứ mặc khóm sơ miên promotion tay mà đo hay chụp này X Line vẫn cứ dương miên promotion bẹp bọn là ngờ 2 sắp bà 2 sắp 2 sắp chẳng hết nè bà 2 tên miên promotion này 2 tên này mới gần 5 miên rồi vậy tới tham microphone mới tới lại cái gì lại mới tới lại lại thằng thằng có miền ờ đẹp bộ bộ admin bỏ cái này lại đi lại đi lại đi đọm này promo ba 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 ba
$639 តែប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយ model ABT Xline បាទ 10A បាទហើយចំណែក Xline 12A វិញបាទក៏មាន promotion ដូចគ្នាដែរបាទតម្លៃវាបូកទាំង microphone mixer ហ្នឹងទៅវាចូល7-800ឯងបាទអានេះមកគ្រាន់វា7-800បូកមួយ microphone mixer ហ្នឹងបាទហើយបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវគឺតម្លៃវាសល់តែ$999តែប៉ុណ្ណោះបាទហ្នឹងគឺគិតតែធុងលើបាទតែបើយើងថែមសັບក្រុមអាហ្នឹងសិតតែជាង1000ហើយបាទតែប៉ុន្តែសិតតែតម្លៃ promotion ហើយចឹងរឿងរន់ឡើងបងប្អូនបាទបាទ CM 1000ឯងគួរច្បាស់ល្អខ្លាំងបាទឥឡូវយើងធ្វើការចាក់សម្លេងចេញពី model promotion របស់យើងម្ដងបាទឡើយឡើយចេះអូខេអូនចាក់ចេញពី mixer ទៅទាំងអស់ហ្មងតែឥឡូវធៀបជួនកាន់ធៀបរៀបណៃរៀបកាក់នេះនេះដកដកអាមបាទបាយរបស់ដកអីចេញមកអូខេចាក់ចេញ mixer តាមគេឥឡូវជួយរៀបបាទឥឡូវគឺយើងធ្វើការដងសម្លេងបាទនេះគឺប្រភេទអាំភ្លីនៅខាងក្រោយបាទប្រភេទអាំភ្លីនៅខាងក្រោយបាទគឺវាចេញមកអត់មានអីញ៉ៃរញ៉ៃទេបងប្អូនណាបាទវាមានរុនអានេះរុនចូលអានេះរុនចេញបាទអានេះរុនស្ទេរ៉ូបាទគឺវាមានប្រឡេមគឺដាច់តម្លៃពីគ្នាតែម្ដងបាទហើយប្រភេទ model ធុង ABT X3 យើងក៏មាន preset ឲ្យបងប្អូនរើសដែរបាទគឺវាមាន preset ជាច្រើនមែនតើបាទបងប្អូនចង់ប្រើលក្ខណៈ original លក្ខណៈយើងច្រៀង karaoke លេងក៏ដូចជាចាក់ភ្លេងលេងស្ដាប់ចឹងណាយើងអាច select វាបាទនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ធុងនេះហ្មងទៅព្រោះឥឡូវធុងនឹងបើកបាទនេះបងប្អូនអាចឃើញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់យើងចាក់ច្រៀងលេងឬក៏ស្ដាប់ចម្រៀងលេងយើងអាចយក original បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយកមកនិយាយលក្ខណៈថាផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឬក៏ប្រជុំអីចឹងណាយើង select អា preset វានឹងមកឲ្យវាលូតមក floor ឬក៏មក vocal មកបាទអញ្ចឹងទៅវានឹងប្រវាយសលេងវាទៅជាសលេងច្បាស់បាទធ្វើឲ្យយើងនិយាយទៅវាស្រួលស្ដាប់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាសលេងសັບគឺអត់សូវមានទេពេលបងប្អូនសលេងមក vocal គឺអត់សូវមានសលេងសັບទេបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយកមកវាយឡើងចាក់ DJ ចាក់អីបាទយើងអាចសលេងមកពាក club នេះបាទឲ្យវាលូតមក club មកបាទគឺអញ្ចឹងយើងsubwoofer វាធ្វើសម្លេងធ្វើការងារសម្លេងយើងធ្ងន់ហើយបាទយកមក DJ ក៏បានហើយសម្រាប់បងបងចង់វាយឡើងអីចឹងហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនបាទបងខីមួយលីបាទមួយនឹងតម្លៃបាទមកគ្របខាងលើនេះគឺតម្លៃមកគ្របខាងលើនេះគឺតម្លៃពេញរបស់វាគឺចាំទីបងណាបាទមកគ្របខាងលើនេះតម្លៃពេញវាគឺ$665បងប្អូនណាបាទហើយបូកជាមួយម៉ៃ O2 បាទ mixer O2 នេះតម្លៃ95ទៀតវាចូល800ហើយបាទវាចូល800ហើយប៉ុន្តែ promotion បាទ promotion យើងហ្នឹងគឺចុះនៅសល់ត្រឹមតែ$639ទេអូ6អាធំ690បាទអធិស្ស្រ័យអាធំ690អាតូច $639បាទអញ្ចឹងខុសត្រូវគ្នាតិចតួចទេបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងស្ដាប់សលេងចេញពី X បាទឥឡូវគឺយើងចាក់ចេញសម្លេងចេញពី ABT Xline 12A បងប្អូនណាបាទឥឡូវហើយចាំយើងបដូរមកតូចហងធំផងណាស្រឡាញ់ចាំមានលុយដឹងតែទិញហ្មង ABT អរគុណច្រើនបងសុភាបាទបាទនេះសម្លេងបាទសម្លេងវាបាទខុសគ្នាបាទCA 1000នោះចេញមកមីតរៀងច្បាស់ជាងបាទហើយបើ ABT X បាទ X Line បាទ X Line វិញសម្លេងវារៀងស្រួយអីគាត់រៀងស្រួយបាទរៀងស្លាស់បាទអញ្ចឹងវាមកបែបម្នាក់មកបែបម្នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអេមបាទតើណាអស់ហើយអាទិត្យបងបងដល់លេងអស់ហើយនេះមានបងបងអូខេតារៀបរាប់តម្លៃអានតិចទៀតយើងបាត់ការ Line បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹង promotion បាទក្នុងរដូវកាលគៀកបនភ្ជុំបនហើយបាទគៀកបនភ្ជុំបនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន speaker យកស្ដាប់លេងបាទយើងអាចបើកលេងនៅក្នុងផ្ទះទៅបាទព្រៃខេឡូគេអត់ឲ្យបើកលេងខាងក្រៅប៉ុណ្ណឹងនេះយើងបើកលេងក្នុងផ្ទះគឺអែមហើយបាទគឺណែនល្អមែនតើបាទជាមួយតោះបាទឥឡូវយើងមើលរបៀបតបជាប់បាទពីសັບទៅហើយបាទជាមួយនឹងឈុត1600បាទ1600នេះដូ
ឥឡូវយើងមើលរបៀបតឡើងបងប្អូនណាតើតើយើងប្រើខ្សែញ៉ៃញ៉ៃអត់បាទគឺខ្សែអត់មានញ៉ៃញ៉ៃទេតែពីរកទុយទេគឺ1បាទចេញពី mixer បាទចេញពី mixer ហ្នឹងបាទមក speaker យើងមកហើយមកមកកទុយទៀតយើងឲ្យចេញពីspeaker ខាងលើហ្នឹងចូលមកធុងសັບខាងក្រោមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទយើងមកពីធុងសັບខាងក្រោមតែម្ដងបាទហើយខ្សែ power មកគ្រាប់មួយមកគ្រាប់មួយទៀតមកយើងអាចលេងបានយ៉ាងស្រួលតែម្ដងនេះផ្លាយម៉ៃវានេះផ្លាយម៉ៃស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទនេះ mixer បាទ mixer ប្រើ bluetooth អាចកែភ្លេងបានបាទអាចកែមៃក្រូហ្វូនកែអីបានតាមចិត្តតែម្ដងបាទអែមមែនតើបាទធ្ងន់ល្អម៉ៃនេះបាទតោះបាទនេះការដោតនេះគឺយើងដោតចេញពី speaker high ខាងលើបាទដែលយើងយកបាទចាំតិចបងប្អូនមកខ្ញុំដោតទៅហើយសិនស្រួលបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះមកកតុយនេះគឺយើងចេញពី mixer មកបាទយើងចេញពី mixer មកយើងចូលមក speaker high ខាងលើបាទហើយបន្ទាប់មកបាទយើង link ពី speaker output មកនេះ output ចេញមកយើងចូលមកបាទ subwoofer ខាងក្រោមបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនណាបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺងាយស្រួលប្រើប្រាស់មែនទែនបាទឈុត1600ដុល្លារបាទគឺ promotion រួចរាល់បាទអីមកឈុតនេះដាក់ក្នុងផ្ទះគឺអង្គើបាទអែមមែនតើសាប់វាគឺធ្ងន់ល្អបងប្អូនដឹងហើយជាមួយគុណភាពរបស់ ABT បាទល្អមែនតើបងប្អូនណាបាទរៀបពីក្រោយស្អាតបងប្អូនបាទស្អាតមែនតើអសអិចប្រពន្ធណាប្រពន្ធអីដូចគ្នាបាទនេះបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រើសាប់គឺយើងផ្ដាច់បាទផ្ដាច់ high pass filter ចោលបាទ1600ដុល្លារហ្នឹងប្រហែល DB បាទប្រហែល DB សាំមើលកាតាឡុកអូនចុះទៅកាតាឡុកណាចាំតិចខ្ញុំឆែកសភើកាតាឡុកជូនបងបាទនិយាយទៅសាំមនុស្សបានមើលហើយរត់ប្រហែល DB ហើយជួយរត់ជាមួយនឹង HLI វារត់126 DB បងប្អូនបាទ126បាទហើយចំណាយឲ្យសាប់វិញសាប់វិញរត់135 DB បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្លាំងមែនតើបាទកម្លាំងវាគឺខ្លាំងបងប្អូនណាបាទ135ខ្លាំងមែនតើបាទហើយ5ទឹកវិញ136អញ្ចឹងពីរក្រុមនេះខុសគ្នាតែ1 DB បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្លាំងមែនតើបាទ1 DB ទេពីរក្រុមនេះខុសគ្នាបងណាបាទចាំបើសលេងអីខ្សែយកពី mixer ណាចាប់ពី mixer ធំហ៎ចាប់ពី mixer ធំអានេះមកពីតោះយើងបានស្ដាប់សលេងលើហើយបងប្អូនបាទបានសលេងចាឥឡូវខ្ញុំបើកឈុតនេះហាយសាប់តែម្ដងបាទជាមួយឈុតទូចយើង1600ប្រម៉ូសិនហ្នឹងបាទបងប្អូនបាទតម្លៃវាពេញ1765ដុល្លារបងប្អូនណាបាទដល់ពេលប្រម៉ូសិនគឺនៅសល់តែ1600ទេបាទអែមនេះយើងបើកបានតែ 30% ទេបងប្អូនសលេងប៉ុណ្នេះគឺតែ 30% ទេបងប្អូនណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានប្រយោជន៍មកតាមដានទស្សនាការ live ចេញពី Page PVSO យោបាទឥឡូវយើងការ live យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់នៅតម្លៃប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនម្ដងទៀតណាបងប្អូនណាបាទបញ្ជាក់តម្លៃប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនម្ដងទៀតជាមួយនឹង ABT បាទ high បាទប្រភេទធុង high គឺ3ទំហំនេះគឺខាងលើគឺ X Pro បាទ ABT X Pro 10A បាទដែលមានតម្លៃ promotion បូកជាមួយនឹងកូន mixer R2 នេះបាទដែលមាន microphone មួយគូហ្នឹងគឺតម្លៃវានៅសល់ត្រឹមតែ789ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយចំណាយឯធុងកដាលនេះវិញគឺទំហំវាគឺ12 inch បាទ12 inch គឺ3ទឹកបងប្អូនណាបាទគឺ ABT X Pro 12A បាទpromotion បាទជាមួយនឹង microphone R2 នឹងដូចគ្នាបាទគឺតម្លៃវាសល់889ដុល្លារបាទហើយចំណាយឯខាងក្រោមវិញគឺទំហំ4ទឹកបាទ 15A បាទ X Pro 15A ហ្នឹងបូក6ជាមួយ mixer ហ្នឹងគឺតម្លៃវាសល់ត្រឹមតែ989ដុល្លារដូចគ្នាបាទនិយាយទៅខុសគ្នា100%ទេបាទហើយចំណាយឯឈុតនេះបាទ high sub បាទខាងលើគឺ HLI បាទABT XLI 10A បូកជាមួយនឹងសាប់ខាងក្រោម ABT X sub 15B បាទគឺ15SA បាទ 15SA គឺតម្លៃវាមួយឈុតនេះពេញគឺ1765ដុល្លារចុះនៅសល់ត្រឹមតែ1600ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទ
cứ dương miễn free ở mixer bà mixer đại trương lên cho mùi nó mặc crop cho mùi nó trương đong stand mặc crop tiết bà vậy tới em mình tên mà bộ mẫu sơn ít cứ cho xả hai tay mà đâu mà bộ nát bà hay cho mùi nó xline đọc PA bà xline đọc PA để mình tùm hôm cả lại viên nó cứ bay tất bộ cho mùi nó sắp khẳng crom cứ x sắp bà mà rồi đọc bởi SA nó cứ khẳng khổm nó cứ phẹm tất bà tầm lại mà chốt ní pinh cứ tầm lại với ở mà pon bấm bùa rồi ha sập đờ la bà dương miên bấm màu sơn cứ cho nó soi ôm tờ lại với pin pi pon chieng bà chia sai tờ lại với pin cứ pi pon mà rồi đập ram đờ la bà cứ dương cho bấm màu sơn nó soi trâm tái mùi pon bấm bùa rồi ha sập đờ la tai bà nó bà cứ dương miên free ở chỗ mùi đang mixer bà chỗ mùi đang mixer all two đi kia hay cái đôi chỉ chương stand mùi đang sai bà sai đi kia chăng bà chăng ở con chớn bà tai cho nó miên bấm màu sơn đi bấm ôn bà ok ở con trai bông bông nát bà chân chạm dương chụp khi không ca like ở lực cao tiết bà dương đừng nộp bom nông nở vậy để play tiết chun bông bông tu sana bà ở con bà chụp riêng lia bông bông bye bye